đổ thừa cho kịch cảnh, đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi đổ thừa cho cái số phận, tin rằng là như vậy. Tôi nghĩ không phải vậy. Các bạn ấy phải biết được rằng là người khác làm được thì các bạn ấy làm được, quốc gia khác làm được thì quốc gia Việt Nam phải làm được. Và thế hệ các bạn ấy phải có trách nhiệm và phải gánh lấy trách nhiệm ngay lúc này.